Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 11 tháng 6 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 2. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 8, 3. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5650, 3657, 8432. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5479. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 57376, 70968, 10096, 56801, 30901, 04964, 85011. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58717, 02040. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06679. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80758. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 116270. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 116270.